Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi mang 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ đã nhuộm hóa chất đen sang Thái Lan bán nhưng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo kết luận điều tra, tháng 9 năm 2021, bị can Việt mua 12 cọc tiền đô la Mỹ màu đen, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ của người đàn ông tên Hùng, không rõ lai lịch, với giá 30 triệu đồng. Sau khi mua, Việt mang về nhà thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được, nên biết là tiền giả và cất đi. Khoảng một tháng sau, khi Tú đến nhà chơi, Việt cho bạn xem số đô la Mỹ trên và nhờ tìm chỗ bán. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Tú gọi điện cho đối tượng người Thái, hẹn gặp ở sân bay Bangkok. Tú và Việt bỏ số đô la Mỹ đen vào hai vali, làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan. Tuy nhiên, chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của Tú và Việt. Sau đó tìm thấy 10.518 tờ 100 đô la Mỹ nhuộm đen. Kết quả giám định xác định số đô la Mỹ này là giả.